Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Ẩm thực Chồng TV nhá. Hôm nay mình có sở hữu được ít sườn, mình đã sơ chế qua, đã chặt. Hôm nay mình sẽ làm món sườn chào chua ngọt cho các bạn xem nào. Đó, đây là sườn của mình này, mình đã chuẩn bị là có gia vị như là đường này, đây là bột sắn dây các bạn nhá, để làm sệt. Đó. Mình có thêm nguyên liệu đó là hành, tỏi và một quả chanh khá to, và một ít nước mắm. Và hôm nay có cách đặc biệt hơn, đó là mình sẽ xào chung với quả dứa này. Và các bạn đón xem nhá, chúng ta cùng bắt tay vào làm. Ok, trước tiên là các bạn hãy bắt cho mình một nồi nước sôi nhá, trần qua sườn các bạn nha. Nước của mình bắt đầu sôi rồi các bạn, chờ cho mình tí nhá. Nồi nước đang chuẩn bị sôi rồi các bạn, mình sẽ đổ sườn vào nhé các bạn nha. Sườn qua nước nóng rồi thì mình bắt đầu cùng lượt tỏi nha các bạn nhé. Tỏi như đồng hành đó. Bạn băm thật dễ ra nhé. Tỏi với hành mình đã đập xong rồi đấy, thì tỏi băm nhuyễn như này rồi đấy, thì mình sẽ đi bật quả dứa các bạn nhá. Thank you.
Cường này, và Toán Hành đã bằng Nguyễn Văn Đường, mua thêm gia vị nữa là sạt thêm một cái sạt thêm đây. Mình sẽ pha nước sốt các bạn nha, mình sẽ cho một ít nước nguội vào đây. Để lại một ít để tí mình phi thơm nha các bạn nhé. Để mình mới đều lên nha. Mình rất là dậy rồi các bạn. Thôi sốt bắt đầu sôi rồi nhé các bạn nhé, các bạn cho sườn vào nhé các bạn nhé.
gần bắt đầu có ngả màu vàng như thế này các bạn này. Quá là ngon các bạn. Mời các bạn nhá. Nước sốt vừa đắng, có vị thơm của dứa các bạn, ngon lắm. Thì cái cay của sa tế cộng với hành với tỏi thơm, mình phi lên rất là thơm, nước sốt rất là vừa các bạn. Cộng với cái bột sắn dây của mình ấy, sắn dây của mình nó rất đanh, thế vào nó sẽ khoánh vào với nhau rất là ngon các bạn nhìn. Miếng sườn mình mua được, miếng giải sườn này toàn thịt là thịt thôi. Ngon không bạn? Mình sẽ thử một miếng dứa nữa nha các bạn nha. Đấy, dứa đấy. Không chưa các bạn. Dứa các bạn thái mỏng đừng thái dày quá nhé. Dứa vừa chín tới. Không nhiều ngon các bạn. Cái cây sa tế rất là ngon. Đấy. Đấy. Như thế này luôn. Sườn ấy. Ngon lắm các bạn. Rất hy vọng các bạn hãy làm theo cách mình chia sẻ nhé. Rất là ngon các bạn. Đấy. Ăn cùng với cơm nữa thì rất là ngon. Ăn rất là nhiều cơm đấy các bạn. Rất là dễ làm. Công thức rất là dễ và cách chế biến cũng rất là dễ. Hy vọng các bạn hãy làm theo cách của mình chia sẻ nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Xin chào các bạn nhé. Hãy nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho kênh Ẩm thực Chồng TV nhé các bạn nhé. Đăng ký kênh, chia sẻ nhé các bạn nhé.